nội này là cũng là một món bắt nữa. Cho nên các bạn miền Nam lưu ý được, bún chả Hà Nội với bún thịt nướng của miền Nam nó rất là giống nhau, nhưng nó khác về vị. Cách làm thì nó giống nhau nhưng nó khác về vị. Cho nên đối với các bạn miền Bắc thì có thể yên tâm là vì các bạn cũng nắm được cái vị của miền Bắc thì quá rành rồi. Nhưng các bạn miền Nam các bạn lưu ý dùng trong cái khâu ướp, đừng tự ý ướp theo cái của mình. Nó có hai cái phần mà quan trọng ở trong món này. Một đó là phần ướp thịt và hai là phần nước mắm. Tương tự như vậy, cái phần nước mắm nó pha cũng sẽ rất là khác so với bún thịt nướng. Cho nên các bạn lưu ý để làm cho đúng. Bây giờ cái phần chuẩn bị thì các bạn sẽ ướp thịt trước. Phần thịt hạt vai á, thì các bạn cắt miếng mỏng. Bây giờ các bạn sẽ cắt miếng ra. Miếng mỏng khoảng 2 ly, tức là mình cắt giống như là cắt thịt để xào á. Cân gia vị đầu tiên các bạn cân là 1 gram nước tương. Tức là nước tương khoảng nửa muỗng cà phê thôi nha các bạn. 4 gram đường, 2 gram bột ngọt, 2 gram bột ngọt, 2 gram muối, 1 gram tiêu, 6 gram hành tỏi băm. Và các bạn cho thêm 4 gram dầu. Các bạn rưới dầu vô trong cái thịt luôn. Dầu điều các bạn cho vào khoảng 3 gram nữa. Ngũ vị hương, ngũ vị hương chỉ có 1 gram thôi. Ngũ vị hương rất ít luôn, 1 gram thôi. Rượu trắng 3 gram và sả mâm là 6 gram, các bạn trộn đều lên. Thịt xay với gia vị các bạn cho vào là 3 gram đường, 1-2 gram bột ngọt, 2 gram muối. Gia vị cho phần thịt xay giống gần như là giống với lại cái thịt nạc vai, chỉ khác là không có nước tương. Chỉ khác là trong thịt nạc xay của mình sẽ không có nước tương. Và trong thịt nạc xay mình sẽ có thêm cái mỡ cắt nhuyễn 30 gram. 30 gram mỡ cắt nhuyễn này hiện nay các bạn đang không có. Sau này khi làm ở siêu thị các bạn sẽ sử dụng. Cái miếng mỡ tôi hướng dẫn nè, tất cả các bạn chú ý một chút chỗ này vì hôm nay mình không có làm cái này. Các bạn chú ý chỗ này. Bữa nay chúng ta không có mỡ thêm vào, nhưng sau này khi các bạn làm cái chả, các bạn nhớ lưu ý là cái mỡ. Các bạn sẽ trụng sơ nó một cái. Sau đó các bạn mới sắc sợi thật là nhuyễn, nhuyễn như sợi chỉ á. Rồi các bạn mới trộn chung vô cái thịt đặc vai này nha. Như vậy cái mỡ mà mình cho vào là cái mỡ mình đã trụng rồi. Và mình trộn chung nó vào thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt, nó sẽ làm cho cái miếng thịt xay của mình khi mà xong á, nó không có bị khô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Nhớ là không có thịt đặc xay này, chúng ta sẽ không có cho nước tương vào. Không có nước tương mà không có ngũ vị hương. Không có nước tương mà không ngũ vị hương. Thịt xay tôi nhắc lại cái gia vị là 3 gram đường, 2 gram bột ngọt, 2 gram muối, tức là chỉ có 1/3 muỗng cà phê muối thôi nha, rất ít muối thôi, 1 muỗng tiêu, 20 gram hành tây chúng ta băm nhỏ ra, rồi hành tỏi băm là 5 gram, dầu ăn là 5 gram, dầu điều là 3 gram và sả băm cũng là 3 gram. Lượng sả băm trong thịt xay này ít hơn so với lượng sả băm ở trong thịt đàn vai cắt mỏng. Các bạn nhớ nha. Như vậy trong cái thịt nạc xay này của chúng ta không có nước tương, không có ngũ vị hương, có thêm mỡ và ít cái phần sả hơn. Sau khi cho gia vị vào đầy đủ rồi, bây giờ các bạn mới lấy cái bao tay, các bạn bóp đều cái gia vị này để cho gia vị nó thấm vào trong thịt và cả vào phần chả. Sau đó các bạn sẽ vo những cái viên chả này thành ra những cái viên tròn. Những cái viên tròn đó chúng ta sẽ vo viên khoảng chừng 3 cm, cỡ bằng cỡ như thế này, 3 cm, tức là cỡ bằng cái chanh á. Sau đó mình ép dẹp ra, mình bóp dẹp ra. Các bạn ướp thì chúng ta sẽ ướp khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi, vì ở đây chúng ta không có thời gian. Nhưng mà sau này khi làm á, các bạn nên bỏ vào trong tủ lạnh, các bạn ướp 8 tiếng luôn. Thì cái miếng thịt nó sẽ cố định khi mà mình nướng, nó không có bị bể ra nha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục làm cái phần dầu hành. Dầu hành các bạn lấy 100 gram hành lá, chúng ta sắc nhuyễn ra. Chúng ta đun dầu cho sôi, sau đó chúng ta cho vào trong cái hành lá này. Bỏ vô một chút muối, một chút bột ngọt,
100 gram hành lá chúng ta sẽ cho vào 2 gram muối và 2 gram bột ngọt nha các bạn. Tức là chúng ta sử dụng khoảng 200 gram vừa su hào vừa cà rốt, tức là mỗi thứ có nặng có 100 gram thôi. Su hào, cà rốt cắt lát thật là mỏng và nhỏ thôi, không có lớn nha các bạn. Một miếng su hào cà rốt thì kích thước nó khoảng chừng 2 x 2 cm thôi. Và các bạn ngâm vào với lại 50 gram giấm và 5 gram đường. Thì các bạn sẽ chuẩn bị để pha nước mắm. Hồi nãy tôi có nói là nước mắm này nước mắm nhạt, cho nên vị nó sẽ rất là khác so với các bạn miền Nam. Và các bạn miền Nam chỉ có pha theo công thức thôi, không điều chỉnh gì cả. Các bạn miền Bắc có quyền điều chỉnh lại. Tôi chia ra làm hai là nguyên cái nước mắm cho người Bắc và nước mắm cho Nam. Các bạn miền Nam thì cứ pha theo Nam, miền Bắc thì pha theo Bắc. Nó chỉ chênh nhau một chút xíu ở cái lượng nước mắm và lượng đường thôi. Tức là của bên miền Nam thì nước mắm nó là 70 gram và 30 gram đường, còn miền Bắc là 50 gram nước mắm, 20 gram đường. Chúng ta làm là 50 gram nước mắm, 200 gram nước đun sôi để nguội. Đường có 20 gram thôi nha. Điều là nước mắm cho miền Bắc nha. 200 gram nước, 50 gram nước mắm, 20 gram đường, 25 gram giấm. Và các bạn cho thêm cho tôi là 2 gram, tức là chút xíu bột ngọt. Rồi sau khi các bạn đã pha xong nước mắm, các bạn vớt cái su hào với cà rốt ra, các bạn bóp nhẹ cho nó ráo nước đi, rồi các bạn thả vào. Kế đó các bạn sẽ cho một ít tỏi và ớt vào. 3 gram tỏi băm và 3 gram ớt băm vào. Cái món bún chả của mình xong rồi đó. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng. Bạn nào còn lại thì sẽ chuẩn bị rau bún để mà chuẩn bị chúng ta ra hàng luôn. Cái dầu để mà các bạn khoa thịt trong quá trình nướng là khoảng 50 gram dầu với lại 6 gram dầu điều. Cái lượng này không có ghi trong công thức vì sau này các bạn không có nướng trên nửa than mà các bạn sẽ nướng trong bếp lò, cho nên mình sẽ không sử dụng cái lượng này. Các bạn nhớ nhắc lại một lần nữa là cái món này khi làm ở siêu thị các bạn làm trước, các bạn để trong tủ mát cho nó cứng cái miếng thịt lại. Bây giờ mình không có bỏ tủ mát cho nên có rất là nhiều khả năng khi các bạn nướng cái miếng chả nó sẽ bị bể ra. Do đó lát nữa khi qua bên phần nướng á, khi đặt cái miếng thịt lên các bạn nhớ phết mỡ lên trên cái bị nướng rồi mới cho cái miếng chả để cho nó không có bị bể. Này là cân lượng cho 3 tô nha các bạn, cho nên lát nữa thịt mình sẽ ra là 1/3 cái lượng thịt thôi. Đều có vẻ vừa ăn, nhưng mà khi các bạn thử các bạn thấy cái nhóm nào mà nó nhạt nhất là nhóm nó đạt hơn á. Vì khi mà các bạn nếm mà các bạn thấy nó bị nhạt, các bạn cứ thêm một chút nước mắm, một chút đường á, thì vô tình các bạn sẽ làm cái nước mắm nó mặn, khi mà chúng ta ngâm cái thịt vô nó sẽ mặn thêm chút nữa. Do đó người ta cũng được. Cái nước mắm mà tôi làm á, hồi nãy có một bạn nói cái từ rất là chính xác, các bạn nói là nước lèo á. Miền Nam mình gọi nước lèo á, tức là cái nước đó là người miền Bắc ta làm như nước lèo á, tức là người ta hâm cho nó hơi nóng nóng nữa, chứ không phải là ăn nguội. Cho nên là các bạn không có nắm được cái đó, các bạn cứ nghĩ nó như nước mắm của mình, thành ra các bạn làm nó đậm, do đó là thường là các nhóm nó hơi bị mặn chút xíu.